Quay chào cả nhà. Sáng nay mới thức dậy thì thấy bà Sáu vlog xách cái dao đi lang thang. Hỏi mọi người thì trong nhà thì nói bà Sáu vlog đang đi ăn cắp lá khổ qua. Cả nhà cùng quay theo bà Sáu nha. Theo bà Sáu vlog coi bà ăn cắp lá khổ qua ở đâu. Sáu đi ăn cắp lá khổ qua nhưng mà đi rất là hiên ngang nha cả nhà. Xách cái kéo đi hiên ngang giữa lộ vậy đó. Chị là. Ủa anh hai tối nhậu dữ không anh hai? Ủa anh hai đâu rồi? Ủa anh hai không có đi đây hả? Chị hai không hả? À, tối anh hai nhậu dữ không chị hai? Về xỉn luôn hả? Vui không? Vui hả chị? Ủa thấy làm cũng khỏe quá mà chị. Bữa sáng vậy chứ buổi chiều còn khỏe, nó có chiều vô đâu có tại nó tăng mất rồi à. Chiều vô tại đó ngồi đó. Dạ. Sáng là nắng hơi cực chứ chiều không có cực. Nắng cực. Nắng cực là gì anh? Nắng mình mệt nó mệt chứ cực. Vậy hả? Còn nói chiều vô trại mắc rưỡi làm sao? Chiều vô trại che đó, có muốn lưới che. Chiều vô trẻ ha. Là nó không có cực. Ừ. Vậy là chủ yếu có nắng cực thôi chứ còn chiều là không có sao phải không? Ừ, mát nó không có cực. Mấy ông á nha chứ mấy bà nắng cũng không có cực nữa. Ủa cuối cùng là gì không hiểu. Thì tóm lại là nắng cực. Anh Vũ làm sao? Em thấy mưa mới cực chứ. Ướt nhẹ hết trơn rồi. Thôi anh muốn cực mưa, cực mưa anh ta nắng cực. Cái này quay này mà gửi về cho bác hai coi. Rồi nhức chết rồi chị. Hai ơi, thôi
Bác Hai ơi, nay bác Hai nhìn ra con không bác Hai? Hết thấy rồi rồi, che trắng từ lum tới. Chiến vợ nó cây á. Cây. Đó, đó chị Hai nè. Vậy tính ra cũng xa dữ hả chị ha? Thành Phong là xa lắm luôn á. Tân Phong. Ủa Tân Phong hả? Là đường đi về anh á hả anh Vũ? Dạ không, chỉ ngược về bên em á chị. Đi về bên... Chỉ ngược về dưới biển á. Ừ. Thay vì bên em là chị chạy lên. Còn của chị á là qua tới chợ Ba Giác là chị chạy xuống á. Dạ. Dạ qua Ba Tri đó mình đi phà hả chị? Bữa nay anh Vũ qua bên Vũng Liêm mà gặp bà Thổ Địa Bến Tre. Ủa chị Hai hồi đó vậy xa quá sao anh Hai anh qua tới bển gặp chị vậy? À, ảnh đi buôn bán rồi gặp chị. Bị đụng cái gì? Ở đó không bán vậy. Nhiều khi từ miền Bắc tới về miền Nam này sao? Đâu hỏi chị đó đó, chị đó từ miền Bắc về miền Nam đó. Đó chị đó người Bắc á. Tưởng sáo à? Đó, bà nói anh không nghe hả? Gì? Bà nói mới anh không nghe hả? Không. Bà nói là theo tiếng lộ con phu. Nói gì nào? Vậy? Theo tiếng bộ con cu. Những người con cu từ Bắc về Nam không? Bến Tre đây là gần rồi. Chị Hai kể cho chị Hai. Ở đó ổng qua ổng bán gì hả chị Hai? Ổng đi bán tre, thì bán mít, bán đủ thứ hết trơn. Rồi gặp chị. Rồi gặp chị làm sao? Không lẽ bữa nào cũng gặp rồi quen. Nói chung là chị này nhà nào cũng đóng đi mua mít hết á. Hả? Chị đóng đá thằng Thảo rồi gặp ổng, ổng đi ngang sông chị đó. Ừ. Phải nhiều mắt. À vậy là ngày nào ổng cũng phải đi qua hết trơn phải không? Đó ổng đi bắn mít rồi chị thì đang đái ở ngoài sau. Này quen lâu không chị? Cứ ngày nào cũng ra đón mà 3-4 năm à. Rồi cưng hỏi tiếp hỏi nó rồi quen anh Hai rồi mấy năm rồi cưới rồi hai chồng rồi mấy năm mới có con. Hỏi thế luôn Vũ. Ông cái vụ quen là mới vui anh để đâu cho chị kể hết cái vụ quen. Kia mới vui nữa. Đừng hỏi đi. Không từ từ cũng phải có cái đầu để cái anh Vũ hỏi nữa Vũ. Rồi chị rồi quen mấy bao lâu rồi cái hai người yêu. Anh Hai thấy chị đái thôi chứ chưa có tụm. Kể đi Hai, kể chuyện tình đó đi Hai. Chị Hai, kể đi, kể chuyện tình của em muốn chuyện gì đi. À, quay đây quay chơi không gửi. Quay chơi. Quay mà. Quay để trong máy nó chơi, có chứ đâu còn gửi. Bà ơi, buộc, đặt gửi. Quay tự nhiên như nào. Vậy là vừa đó vừa chứa hay gì chứ sao? Rồi nó xanh mà nó chứa không? Nhưng mà vừa chứa thường bộ cái nước nó đâu xanh vậy đâu chị. Nó đặc biệt. Nói về dứa chứ mình cũng chưa biết gì dứa. Dạ có cái rồng nè. Ờ uống nó thơm thịt cái dứa vậy đó. Dứa nó thơm vậy. Ờ đâu đâu coi em Vũ nhìn quay lát coi cũng đẹp quá hả? Đẹp lắm. Nè. Vô mát á. Đây vô mát đi em vẽ cho coi. Ờ nhìn nó đẹp. Ờ
rồi Vũ mở cho coi. Vũ quay rồi mở cho anh coi. Vũ thêm cho anh đâu? Ở đâu thêm trồng có hả? Tự nhiên mua cây về mà sao lâu lâu nó có một cái vậy. Đúng rồi. Ờ, thôi Vũ mở cho em coi.